Xin chào, rất vui khi được gặp lại các bạn tại Tóc Khám Phá. Bạn đã xem anime lâu chưa? Hay bạn chỉ mới biết đến các anime hấp dẫn gần đây thôi? Và bạn đã bao giờ gặp phải một số lầm tưởng siêu hài hước về anime chưa? Chào mừng các bạn đến với Tóc Khám Phá. Hôm nay, chúng ta hãy cùng Tóc Khám Phá đến với sự thật nổ não, những lầm tưởng sai lầm về anime. Lầm tưởng thứ nhất, anime là phải đẹp. Có thể ai xem anime cũng nghĩ anime thì phải có hình ảnh đẹp và chất lượng thì mới có người xem. Tuy nhiên, trên thực tế thì anime thường không đòi hỏi chất lượng hình ảnh quá cao và một số anime thường được cắt ngắn thành các tập dài khoảng 30 phút hay các bạn thấy hiện nay là từ 22 cho tới 24 phút chỉ để tiết kiệm chi phí cho nhà sản xuất. Bởi vì làm hẳn một bộ phim dài sẽ tốn tiền hơn và đây chính là điều tạo nên sự ra đời của những bản nhạc open trong các series phim anime. Đúng là có nhiều bản nhạc open rất hay, nhưng cũng có một phần những đoạn nhạc mở đầu này và kết thúc này cũng chỉ có mục đích là kéo dài các tập anime ra mà thôi. Lầm tưởng thứ hai, anime toàn cảnh nóng. Cảnh nóng và bạo lực vốn là những thứ bị cho ra rìa của những anime thời kỳ đầu, cho đến khi các bộ anime sau này phát triển và khiến cho các đối tượng khán giả đặc biệt có thể thoải mái xem một mình là một mình đấy nhé, chứ không phải phụ thuộc vào các chương trình phát sóng, thì các bộ anime đặc biệt theo nghĩa bóng cũng theo đó mà ra đời. Bộ anime người lớn đầu tiên cũng do nước khác sản xuất chứ không phải là do Nhật Bản đâu, và nó được bán rất chạy trước khi có tên gọi hentai được cả thế giới biết đến. Vũ khí chính trong anime là súng hiện đại. Có lẽ bạn lầm tưởng như thế vì bạn nghĩ những anime liên quan tới thời hiện đại chắc vũ khí trong anime sẽ là súng ống, đạn dược, ngầu lòi đúng không? Tuy nhiên, khi nhắc đến anime hành động thì một trong những vũ khí đầu tiên được nhiều người sử dụng nhất đó chính là kiếm, với đa dạng các thể loại từ đao, katana hay kiếm dài hay đoạn kiếm, cũng như những tuyệt chiêu bá đạo mang sức mạnh vô song. Nên kiếm rất được lòng cộng đồng fan anime, và thậm chí những anime kể về thế giới tương lai, thế giới hiện đại và thậm chí là thế giới giả tưởng thì kiếm luôn là vũ khí làm nên tên tuổi. Có hàng tá các nhân vật sử dụng kiếm đỉnh như Jintoki trong Gintama hay Saber trong Fate series hay Eza Scarlet trong Fairy Tail. Lầm tưởng rằng anime đã hết thời. Chắc bạn cũng đã biết, những người lớn hay những người đứng tuổi không bao giờ có cùng hứng thú với sở thích của trẻ em, cho dù đó là nhạc, trò chơi hay thậm chí là các phim hoạt hình. Bạn có xu hướng không để tâm vì không còn là một phần của thế giới đó. Cũng như vậy, khi nói về thế giới anime, sẽ có người nói rằng, ôi trời, lại là Pokemon à, thứ này đã xuất hiện từ những năm 90 rồi. Sự nổi tiếng của anime đã thực sự phát triển mạnh mẽ kể từ những năm 90 với cuộc cách mạng Pokemon. Theo Hiệp hội Hoạt hình Nhật Bản, doanh thu từ hoạt hình Nhật Bản tăng trưởng hàng năm. Và trên thực tế, thị trường phim anime toàn cầu trị giá hơn 7 tỷ đô trong năm 2016. Anime rất phổ biến ở nhiều thị trường, bao gồm cả Trung Quốc, Hàn Quốc và tất nhiên là cả Hoa Kỳ. Vì vậy, có thể khẳng định rằng anime ngày càng lớn mạnh và phát triển mỗi năm. Lầm tưởng anime có cốt truyện nghèo nàn. Nhiều người cho rằng anime có cốt truyện nghèo nàn và đơn giản. Tuy nhiên, số khác lại nghĩ anime đáng được ca ngợi nhiều lần vì cách kể chuyện mạnh mẽ và hình ảnh đặc biệt của nó. Trong một số nhà làm phim hoạt hình hàng đầu thế giới là Hayao Miyazaki, những bộ phim nổi tiếng của ông bao gồm Công chúa Mononoke, Cô phù thủy nhỏ Kiki, Lâu đài di động của Hou và đặc biệt là Spirited Away, bộ phim có doanh thu lớn nhất Nhật Bản. Spirited Away đã đạt giải Oscar dành cho phim hoạt hình hay nhất năm 2003. Trên thực tế, anime có thể truyền tải các câu chuyện theo một cách rất đặc biệt. Có lẽ mọi người nên cởi mở để trải nghiệm nó.
Lâm tưởng rằng anime chỉ dành cho bọn trẻ con. Định kiến này xuất phát từ những anime phổ biến như Dragon Ball Z hay Pokemon. Phim hoạt hình từ lâu đã được ấn định là dành cho trẻ con. Ở đó có sự hào nhoáng, đầy màu sắc và trí tưởng tượng mà thế giới thật không thể truyền tải. Tuy nhiên, trên thực tế đã chứng minh hoạt hình không chỉ dành cho trẻ em. Vào năm 2017, Forbes đã thông báo rằng không có một bộ phim nào của Pixar thu về dưới 100 triệu đô trong phòng vé. Như vậy, không chỉ là những đứa trẻ mà còn người lớn cũng trả tiền để xem hoạt hình phim của Pixar. Tờ báo của trường đại học Hawaii, Kaleo đã chỉ ra rằng chỉ vì một số anime thân thiện với trẻ em, không có nghĩa là tất cả anime đều có nội dung phù hợp với trẻ em. Ví dụ như anime 50cm trên giây, tuy có hình ảnh tươi sáng nhưng có nội dung tương đối trưởng thành. Lầm tưởng anime và manga là một. Nếu bạn mới xem anime lần đầu thì có thể bạn dễ dàng lầm tưởng điều này lắm. Vì đúng là có nhiều anime được chuyển thể từ manga, nhưng chúng không phải là một. Bởi vì trong quá trình chuyển thể thì đạo diễn có thể thêm, bớt hay loại bỏ nhiều tình tiết khác nhau để gây bất ngờ cho người xem, và thậm chí là đôi khi tạo ra những cái kết bất ngờ hoàn toàn với manga. Việc đọc manga rồi nghĩ rằng anime cũng giống y chang thì bạn sai lầm lớn đấy nhé. Và cũng có một số anime hoàn toàn được làm ra từ tiểu thuyết hay hoàn toàn không được chuyển thể từ bất kỳ manga nào hết đấy. Lầm tưởng rằng fan của anime chỉ toàn là những kẻ quái dị hay lập dị. Nếu bạn bị lầm tưởng này thì chắc chắn bạn có thù với anime rồi. Không phải chỉ những người bình thường mới thích anime đâu nhé. Những người hâm mộ anime bị coi là những kẻ kỳ quái, thua cuộc là một quan niệm sai lầm về những người phê phán fan anime. Trong thực tế, có một số nhân vật nổi tiếng lại là những người hâm mộ anime. Ví dụ như tài tử Keanu Reeves, tỷ phú Elon Musk, MMA Ronda Rousey. Như vậy đấy, cả thế giới đều thấy anime hấp dẫn chứ không chỉ một riêng ai. Lầm tưởng rằng anime chỉ mới ra đời mới đây thôi. Hầu hết, các khán giả phương Tây đúng tuổi đã khá quen thuộc với những anime như Astro Boy hay Akira vào năm 1988. Các khán giả trẻ tuổi thì quá quen thuộc với Dragon Ball Z có bản tiếng Anh vào năm 1966 hay Pokemon có mặt tại Bắc Mỹ vào năm 1998. Tuy nhiên, anime lớn tuổi hơn những gì bạn nghĩ nhiều. Bộ phim ngắn Imokawa Muzoku The Doorman sản xuất vào năm 1917 có thể được coi là tác phẩm anime đầu tiên. Mặc dù nó chỉ là một đoạn phim ngắn có hình ảnh động của một cậu bé viết tên lên bảng đen rồi sau đó quay lại chào. Lầm tưởng rằng anime có những nhân vật chính giống với phim ảnh thông thường. Nếu bạn nghĩ anime giống với các bộ phim trên màn ảnh, rằng các việc lớn lao như lo hậu sự cho thế giới, sự diệt vong của nhân loại hay giao tranh của các quốc gia là việc những người lớn tuổi, chín chắn hay những người có tuổi đời rất cao, vậy thì bạn lầm to rồi, hoặc bạn chỉ mới xem anime gần đây thôi. Trong anime, các nhân vật chính toàn là những thanh thiếu niên. Không biết liệu có phải do anime thường bị quy là phim hoạt hình dành cho trẻ con, nên các nhân vật chính thường hầu hết là các thanh thiếu niên có độ tuổi từ 13 tới 18. Nếu nguy cơ bị diệt vong, đại họa ập đến, cũng chẳng cần những siêu nhân bảo vệ thành phố hay lực lượng cảnh sát cứu hộ nào, hãy cứ trao vào tay những nhân vật chính trẻ tuổi. Tuổi trẻ tài cao chính là như vậy đó.